Gặp cảnh này tính sao mọi người? Cá nó cái lỗ này trống mà lộn lên liên tục luôn. Đó. Kìa. Nước đục quá à. Không biết ăn hay không nữa nè. Đó mà nó lộn lộn lên, trời ơi nhìn là thấy mê luôn nè. Mà nó đã không mọi người thấy không? Kìa. Nó ghê chưa? Lộn không nghĩ luôn nha. Thì giờ đi câu mà lại mấy chỗ mà nó ụp gì thôi, cũng thấy vui vậy chứ. Ăn câu hay không thì thôi cũng kệ nó đi. Cá bự nó lên liên hồi luôn mọi người. Lại thấy một cái là thấy nôn hết trơn rồi đó. Mà không biết nó ăn câu không nữa nè. Hổm rày ở đây thì cũng ở trong cái kinh nhiều cá nè. Kinh hổm rày câu hoài đó, trong cửa khẩu nông trường nè. Nó chỗ này đã hổm câu rồi nè mà dính cá chốt không à. Ở nay chừng mới vô chừng thấy lộn lộn cá bự không. Chắc thôi câu đại chơi đây chút coi nó hình hình có dính không nha. Lên liên hồi mọi người ơi. Đó, thị trường câu cần 8m mốt với cần 9m ha. Rồi để mình cho mồi mình câu luôn. Rồi mọi người thì đây hôm nay Trường chọn hai mồi Trường câu thử nha, một cái Trường đánh thơm, một cái thì Trường đánh cái tanh này nè với cơm mẻ nha, để thử coi cá bự này nó ăn cho nó ăn chua không. Chọn hai loại mồi câu luôn nha. Ủa cá bự lên đây kìa, lộn cái nhìn thấy sợ vậy á. Rồi Trường chọn miếng này nha mọi người. Đánh hai mồi thử coi nó ăn mồi nào. Chứ cái cám thơm thì hôm giờ mình câu thì lúc nào cá nó cũng ăn hết trơn á. Nhưng mà cá hơi nhỏ xíu. Rồi Trường chọn thêm miếng cám thơm đi nha mọi người. Rồi chọn xong rồi mọi người, để câu thôi. Ở bự bự kìa. Ôi ừ thấy nôn quá mọi người ơi. Thôi để giờ Trường đặt cái máy quay ra sát này luôn ha. Nó lộn mình luôn kìa, đặt sát ra đi để mình quay thấy hoa nha. Rồi cái này Trường móc cái cám trộn cơm mẻ nha mọi người, cái cần 8m1. Mà nói chung là tại mình trộn mồi này mồi kia á, chủ yếu là để hình hơi dính cá bự thôi, chứ thật sự ở đây cái mồi nào thì cá nó cũng ăn hết trơn á. Nó nay làm dây hơi dài hơn nữa nè, thả ra cái giữa giữa này đi. Đó. Chơi phao mới à? Chơi đầu mới, phao mới đó. Này cái này nó hơi bị chói chói rồi mọi người, khó thấy phao nha. Nè đang nghe đang nó thả từ từ nha. Thả này cho sát sát rồi thôi hả? Chi chóng ăn lắm mà lại rồi nha, cái bụng ăn cái bụng nó hôi, bụng hôi đúng rồi, hôi kỳ cục nặng quá. Thử rồi chuyển nấu tao bỏ hết rồi nè. Để ăn trời ghét kìa. Đây, cái bọng đâu? Thùng để ngoài kìa. Vậy này mình xuống có khoảng gần 3 thước nước luôn nè. Vậy mà nó không thấm gì đâu hết trơn ơi. Trời. Không. 3 thước xuống dưới luôn đó. Đây đây có luôn trời. Lấm 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 lấm.
con đầu tiên mọi người, mới thả nó xuống luôn đó mọi người, có nhớt đầu tiên nha. Con này cũng trong trọng bự ha. Ôi ụt cái nghe phao lắm mọi người. Ôi cá thì cũng trọng trọng bự lắm nha. Ê, ăn nó cả lôi cả nó phao luôn đó. Ôi gọt nhưng không dính rồi. Còn không? Mồi chua dính này, trời ơi, mồi chua dính em bé luôn. Thôi, mình từ từ đi, chỗ có cá bự thì mình đeo từ từ nha mọi người. Đây, con tiếp theo nha. Cảm giác giật này thì nó cũng hơi đã hơn mà dính xíu. Ê, ê, lo cả, lo cả, lo cả. Dính này nè. Rồi, xíu luôn. Lắm mọi người. Cá nít. Đây, Hugo, Hugo mini. Có cá giật kiểu này là cũng vui rồi. Trời, trời, cá lỡ con nhỏ rồi mọi người. Trời. Con nhỏ sát mé nè. Lụm. Ờ, cá rô. Vãi đồ không? Mới thấy dính con cá rô ở đây đó. Không giờ là không bao giờ dính cá gì khác, chỉ có dính cá cha không à. Bự bự không đây, con này bự bự rồi mọi người, con này hơi bự bự rồi nè. Chịu thấy lâu quá trời kìa. Bự không trời, ký không, ký không. Ôi ôi, tầm ký có nha mọi người. Trời ơi, dính hai lưỡi nữa. Dính cái đầu với cái đuôi nữa nè. Cái miệng với cái đuôi, bởi vì tính đâu cá bự không à. Ôi là cá này báo quá rồi. Lúc phao kìa, lộn nè mọi người. Nó chốt chốt. Cá bự nó ụt quá dột mà sao nó không chịu ăn mồi gì, nó ác gì đó. Toàn là cá chốt ăn không gì nè. Gán đeo thử coi hên hên không. Cá gô nữa. Gô nít nha mọi người. Dễ cả sống lo mà ghét kỳ vậy. Rồi mất phao luôn mọi người. Con này chưa thấy cũng được nè mọi người ơi.
trông trọng hơn nha. Được, được, được. Ngồi đẩy cái lúc vào quá chừng luôn. Lên luôn. Đây. Tiếp tục có miếng nhớt. Nè mọi người. Cũng im im, giật gì đi cũng đá tay. Cá bự đấy, bự không, bự không, bự không, trời ơi mini luôn mọi người ơi, tính đâu cá bự cái gì rồi, lo pha quá trời luôn. Bây giờ kiểu mà nó chịu ăn dính là mình mừng rồi đó mọi người, bự nhỏ giờ không quan trọng luôn. Đây có hàng nha. Rồi mọi người ơi, cuốn luôn, chuyển mưa đang hồi lùi tới nữa rồi. Hôm bữa mình ở đây đồng trống vậy nè mọi người, mưa một cái một cái ướt hết trơn vậy đó. Đó thôi chắc rút luôn quá này, thu cần nghỉ rồi. Giải trí nè, nãy giờ nhiêu được rồi, lúc đầu thì nắng chịu không nổi luôn, máy quay không muốn được luôn, xong tới giờ tới chuyển mưa, mà hôm giờ mưa chuyển cái là mưa lớn không à. Rồi đây mọi người ơi, giải trí chút xíu cũng được 9-10 con ha. Nói chung là chủ yếu là giật để kiếm cảm giác thôi, chứ kiếm cá bự mọi người cũng thấy đó, trường quay đó, cá bự nó lên gì đó mà nó không có chịu ăn. Rồi này để trường bỏ vô thùng nè, gọng sống rồi về mình thả nha mọi người. Rồi vậy thôi, trường hẹn gặp lại ở video sau nha.